Chúng ta có hỗn hợp gồm có hai chất. Cái hai chất này tác dụng vào nào H? Chất đầu tiên là HCOOC2H5. Chúng ta đi tác dụng với NaOH để tạo thành HCOO Na cộng cho C2H5 OH. Chất tiếp theo là NH2 COO CH2COCH5 ở đây chúng ta sẽ tạo thành muối là NH2 CH2 COO Na cộng cho C2H5OH để cho như sau, để cho đó là tổng số mol NaOH là 0,5 nhân cho 0,2 là 0,1 mol. Tiếp theo chúng ta đó là 7,525 gam muối. Như vậy đây, yêu cầu chúng ta là tính khối lượng hỗn hợp ban đầu. Như vậy ở đây mình nhìn thấy như sau. Số mol NaOH là 0,1 thì mol của C2H5OH ở đây cũng là 0,1. Như vậy để tính M chúng ta chỉ cần đi bảo toàn khối lượng là xong. Em sẽ lấy đó là lấy 7,525 cộng cho C2H5OH. Rồi em trừ đi số mol NaOH là xong. Trừ đi khối lượng NaOH. Trừ đi 0,1 nhân cho 40. Ở đây mình tính được kết quả là bằng 8,125. Như vậy có đúng bây giờ mình chọn là câu A.